Hello, xin chào quý anh chị và các bạn ha. Chào mừng các bạn quay lại với channel Chợ Bình Dương 24 giờ. Trong clip này mình sẽ làm một clip tổng hợp cho anh em ha. Mình sẽ báo nhanh một vài dòng cho anh chị và bạn ha. Giá xe mới nhất anh chị và bạn chịu khó mình tham khảo cái clip nha. Thì đồng hành giới thiệu mình hôm nay thì có em Kiều hỗ trợ giới thiệu, không em Kiều ạ? Hello, xin chào các bạn ha. Cảm ơn các bạn đã click vào video của Kiều nha. Hiện tại là Kiều đang đứng ở cửa hàng xe máy Khải Quan ha. Địa chỉ là 16/23 Bình Quế A, Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương nha. Hôm nay Kiều sẽ báo giá những cái một trong những best seller của bên Kiều ha, dòng Vario 125 ha. Hiện tại thì bên Kiều đang bán rất là chạy luôn, nhưng mà ngoài ra thì bên Kiều có bán rất là nhiều dòng xe luôn, nên là anh chị nào có muốn mua dòng xe nào thì có việc nhắn tin cho Kiều, Kiều sẽ hỗ trợ báo giá nha. Và lên cửa hàng thì nhớ gọi điện hay nhắn tin cho Kiều để Kiều hỗ trợ từ 500 tới 1 triệu tiền xăng và kèm thêm hàng quà ha. Rồi. Cái bên Kiều là hai em mà gọi là bên Kiều lên 3D các bạn nha. Hai em này là xanh, gọi là Kiều hay gọi là xanh xanh ngọc của các bạn ha. Những cái bản mà Vario 125 mà những cái bản chìa khóa mà mẫu zin á thì giá của nó sẽ là 35 triệu nha. Còn ví dụ như những cái bản mà khóa thông minh mà màu zin á thì sẽ là 37 triệu ha. Như các em này nè, lên từ cái bản mà khóa thông minh màu là màu 3D nha. Nói chung là cứ lên màu 3D thì các bạn cứ thêm cho Kiều khoảng tầm từ 1 triệu là được nha. Rồi, em này lên từ bản khóa thông minh thì giá của em này sẽ là 38 triệu cho các em này nha. Và cái dòng Vario này các bạn mua góp và đưa trước cho bên Kiều khoảng tầm từ 2 cho tới 3 triệu thôi là góp được. Còn ví dụ như bạn nào mà đưa trước 10 triệu thì Kiều sẽ hỗ trợ luôn các bạn góp cái tháng đầu tiên luôn ha. Rồi. Cái bên cũng là một em xanh xanh ngọc luôn, nhưng mà bên Kiều lên là lên từ bản chìa khóa. Nói chung là con nào bên Kiều cũng lên hai con sức cua hết để cho khách hàng có thể lựa chọn ha. Rồi, bản chìa khóa mẫu này là 36 triệu cho các em này nha. Mua góp cũng đưa trước 2-3 triệu luôn ha. Rồi. Đây, cái bên là một em màu xám, xám cam đen, là lên từ cam stem cam của năm 2023 các bạn. Rồi, hiện tại là giá của em này lên từ bản khóa thường thì sẽ là 36 triệu luôn nha. Và cái dòng này các bạn mua góp thì đưa trước cũng 2 triệu luôn ha. Thủ tục thì cũng cực kỳ đơn giản luôn, là chỉ cần chứng minh nhân dân này hoặc là căn cước công dân thôi. Còn ví dụ như mà bạn nào mà còn sổ hộ khẩu này hoặc là bảo hiểm y tế của công ty cấp hoặc là bằng lái thì mình đem theo luôn để Kiều hỗ trợ và lấy suất thấp nhất cho anh chị nha. Rồi. Màu thì bên Kiều chân ở đây là chân một số màu thôi, còn số màu bên kho rất là nhiều luôn, nên là bạn nào cứ muốn coi hình trước thì bên Kiều sẽ gửi hình trước cho các bạn nha, hoặc là lên cửa hàng mình chọn xe luôn ha. Các bạn ưng mẫu nào thì Kiều sẽ chốt mẫu đó cho các bạn ha. Rồi, hiện tại là đây vẫn là em một em chìa khóa thường luôn ha, thì giá của em này sẽ là 36 triệu luôn, tại vì em này lên 3D ha, đỏ là đỏ cherry, tại vì màu zin nó chỉ có màu đen bóng và màu đỏ bóng thôi, còn này là đỏ cherry thì đỏ lên 3D luôn nha. Rồi, đây đây. Còn đây là một trong những cái mẫu mà màu là màu best seller của bên Kiều, hầu như là lên là bán được thôi chứ không ứ hàng luôn ha các bạn ha. Mẫu này là màu xám ánh tím nha các bạn nha. Hiện tại em này lên từ bản khóa thường là 36 triệu, còn lên từ bản khóa thông minh sẽ là 38 triệu nha. Nói chung là con nào bên Kiều cũng sơ cua hai con hết, nên là lên khách hàng cứ thích màu nào là sẽ có bản đó luôn ha. Rồi. Đây, cũng là một màu tím nữa, nhưng mà tím này là tím tím sữa nha các bạn nha. Tím là tím hot luôn ha. Rồi. Em này cũng là dạng 36 triệu luôn, tại vì em này lên được khóa thường nha. Rồi, các bạn nào muốn lấy khóa thông minh thì Kiều sẽ lấy khóa thông minh cho các bạn ha. Rồi, màu nè, thì các bạn thấy một số màu thì bên Kiều lên màu rất là nhiều luôn nha. Màu vàng cát nè, màu trắng cam nè, nói chung là các bạn cứ lấy bản nào thì cứ thêm bản đó 1 triệu cho Kiều là được ha. Thấy chứ? Rồi, bạn nào mà đưa trước khoảng tầm cỡ 10 triệu thì Kiều sẽ hỗ trợ luôn, có các bạn cóc lên tháng đầu tiên cho các bạn luôn ha. Rồi, hồng nè, quá trời đẹp luôn ha. Rồi, ở bên đây nó có một cái màu đây màu zin đây các bạn, màu zin thì nó sẽ có là màu nè, màu zin nó sẽ bản chìa khóa nó sẽ có màu đỏ bóng và màu đen bóng nha, hai màu này là giá là 35 triệu ha. Còn bản chìa khóa của nó, bản khóa thông minh nó sẽ có màu đen nhám này là 37 triệu màu zin này ha các bạn ha. Rồi, trắng nhám này, rồi xanh nhám này, hầu như bên Kiều chân hình như là năm màu là đầy đủ luôn các bạn. Năm màu zin của nó, còn tất cả các màu còn lại đều là màu 3D hết nha các bạn nha. Đây, xanh nhám này là giá đồng giá là 37 triệu khóa thông minh hết ha. Rồi. Rồi vào trong đi. Đây. Vào trong winner đi. Rồi. Hiện tại thì bên Kiều có cho một số winner nha các bạn nha. Winner hiện tại là những cái bản mà CBS, những cái màu zin á thì giá của bên Kiều sẽ là 32 triệu ha. Còn những cái bản mà ABS thì sẽ là 35 triệu nha các bạn nha. Còn ví dụ như các bạn lấy có màu 3D thì cứ thêm cho Kiều khoảng tầm từ 1 triệu nha. Ở đây có hai em winner, winner X nè các bạn. Bên Kiều lên được màu 3D hết thì giá hai em này sẽ là 31 triệu nha. Và mua góp cái dòng này thì được trước khoảng tầm từ 2 cho tới 3 triệu thôi là góp được nha. Rồi. SH ha. Đây, SH160 nha các bạn nha. 160 thì hiện tại những cái bản mà CBS đó thì giá của bên Kiều là 88 triệu ha, còn bản ABS là 98 triệu ha. Riêng cái màu này, cái màu là màu sánh xi măng này thì nó sẽ là 101 triệu nha các bạn, tại vì màu này nó khá là khó nhập hàng ha. Nói chung là màu thì bên Kiều có đầy đủ tất cả các màu luôn, nên là anh chị nào có muốn lên cửa hàng thì màu thì lúc đầu cũng có đầy đủ hết ha. Rồi. Còn những cái dòng mà SH125 đó các bạn. 125 thì những cái bản mà CBS á, thì nó sẽ giá là 73 triệu. Còn bản ABS sẽ là 83 triệu nha. Và mua góp thì đưa trước cho bên Kiều khoảng tầm từ
8 tới 10 triệu thôi là cấp được nha các bạn nha. Màu thì các bạn có thấy đó, có đầy đủ tất cả các màu luôn, nên là lên xuất thần có hàng, không sợ hết hàng nha các bạn nha. Rồi. Okay. Này, bên Kiều còn một lô mà này, SHMO bản ABS này giá là 65 triệu, còn bản CBS là 55 nha. Rồi. Bên 160. Bên Kiều hiện tại là còn Vario một lô cuối cùng của hàng Endo, tại vì bên Kiều bán là toàn bộ hàng Endo không nha. Rồi, hiện tại là Vario 160 là còn một lô cuối cùng là khoảng tầm cỡ 10 chiếc các bạn. Rồi. Giá của nó là hiện tại bản CBS thì sẽ là 40 triệu, còn bản ABS sẽ là 50 triệu nha. Rồi. Ok. Thì đó là giá xe, thì anh em nào mua thì chịu khó mình nhắn tin qua Zalo nha, Kiều sẽ tư vấn chi tiết cụ thể hơn á. Cảm ơn chị Hoàng đã xem clip. Xin chào. Chào các bạn.